Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 2, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra vụ phóng hỏa tại quán bia trên đường Giải Phóng, địa bàn phường Hoàng Liệt. Theo thông tin ban đầu, trước đó chiều 22 tháng 2, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc một người đàn ông bị đổ xăng đốt khi đang ngồi uống bia tại quán bia Thảo Đen, số 1381 đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn Hát, sinh năm 1969, trú quận Hoàng Mai. Quá trình xác minh điều tra, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoàng, hành nghề lái xe ôm, đã đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông Hát. Trước thời điểm xảy ra sự việc khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoàng phát hiện vợ mình và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Hoàng đã gọi cho ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Sau đó biết ông Hát thường đi uống bia cùng bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Hoàng đã đi mua xăng đựng vào chai nhựa. Gần 16 giờ chiều cùng ngày, phát hiện ông Hát đang ngồi uống bia với bạn, Hoàng đã xông tới đổ xăng lên người ông Hát rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Hoàng về nhà kể lại sự việc với con rồi đi đầu thú. Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông Hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng. Hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 23 tháng 2, thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã có thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện lập biên bản đối với một trường hợp là cán bộ công chức đảng viên đang công tác tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, hồi 23 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2024, tại đường Nguyễn Văn Cử, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện lái xe Trần Quang Khải sinh năm 1977 có địa chỉ tại 54/51 Nguyễn Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, điều khiển ô tô biển kiểm soát 49A47818 có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mm trên 1 lít khí thở, 0,112 mg trên lít. Bên cạnh đó, tài xế này điều khiển xe ô tô khi không có giấy phép lái xe. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi nêu trên. Điều đáng nói, khi bị lập biên bản, ông Khải lại khai nghề nghiệp tự do. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định ông Khải là cán bộ, đảng viên, hiện đang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, trưởng Công an thành phố Đà Lạt, căn cứ các lỗi vi phạm, Công an thành phố Đà Lạt đã thông báo và kính đề nghị đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm cán bộ, đảng viên vi phạm và trách nhiệm liên đới của cá nhân, tập thể có liên quan theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời trao đổi lại kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để báo cáo các cấp. Ngày 23 tháng 2, thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn nằm vạ giữa đường Điện Biên Phủ khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các loại giấy tờ liên quan. Hiện Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan. Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức Hắc, sinh năm 1964, ngụ đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế, là nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và đã nghỉ hưu. Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 22 tháng 2 tại đoạn đường trước khu vực khách sạn Điện Biên, thành phố Huế. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ thì phát hiện ông Hát điều khiển mô tô biển số 75F1051XX lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Nguyễn Huệ lên cầu Nam Giao, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn. Tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu ông Hát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông Hát đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra, người đàn ông này không chịu chấp hành, có dấu hiệu say xỉn, liên tục nói thích chết, bắn tao đi và chây ì nằm giữa đường. Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Một số thông tin cho biết, ông Hát từng bị tai nạn giao thông vào năm 2013 nên phải nghỉ hưu sớm do di chứng. Ông Hát thường phải khám, điều trị chứng rối loạn lo âu. Trong vụ vợ chồng ông trùm đường dây mua bán hóa đơn trái phép vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 35 tỷ đồng. Khi bắt giữ khẩn cấp ông Ca, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ ở Hải Phòng gồm số 24/18D Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An và xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên. Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Ca và bà Lộc khai số đồ vật, tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Theo cáo buộc, từ năm 2005, bị can Trương Xuân Đức đã thuê dịch vụ thành lập công ty Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Sau đó, bị can Đức cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh mở rộng mạng lưới, thành lập 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, tại địa bàn Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh, vợ chồng Đức, Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,2 tỷ đồng. Cuối năm 2022, khi có nguy cơ bị điều tra, Trương Xuân Đức bỏ trốn và dặn dò vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca, đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Sau đó, vợ chồng Đức, Ngọc Anh đã đưa 4 lần tổng số tiền 35 tỷ đồng cho cựu giám đốc công an. Khai về việc này, cơ quan điều tra, ông Đỗ Hữu Ca thừa nhận bị can Ngọc Anh có đến gặp ông tại nhà riêng ở Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nói bị điều tra về các công ty mà chồng bị can quản lý đồng thời nhờ ông Ca cứu giúp. Dù vậy, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đức mà khai rằng số tiền này là do Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1. Ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho Đức. Đối với người đàn ông tên Giang, ông Đỗ Hữu Ca khai có quen biết với một người tên Giang công tác tại công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhưng người này cũng đã nghỉ hưu. Ông Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc, gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền hay tác động, nhờ ông Giang chạy tội cho Đức. Vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023 khoảng 1 tháng, ông Đỗ Hữu Ca và ông Giang có gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, không nhờ và chạy án cho Trương Xuân Đức. Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ ông Ca chạy tội, Đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông Ca để hỏi han tình hình. Nhưng tất cả các lần, ông Đỗ Hữu Ca đều trả lời đang lo việc, cứ bình tĩnh yên tâm. Người con trai của Đức khai trong các lần đến gặp ông Ca, có lần người này mang theo bản chụp tờ công văn của cơ quan an ninh điều tra, thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Đức để ông Ca xem, lo cho Đức. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi Đức bị bắt, bị can Ngọc Anh đã tìm đến nhà ông Ca rồi xin lại 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Ca không trả lại tiền và đuổi Ngọc Anh về.